một mét vuông của bé lớn nè, 100 con tôm nằm ở trong đó, thì bắt đầu là chúng ta thấy được á, chỉ cần là yếu tố môi trường mà xấu nhẹ thôi, bắt đầu là hình như có con bệnh liền. Trước khi mà con tôm mà nó bệnh á, là hình như là cái môi trường đã diễn biến rất xấu. À, có thể nó đã về mọi thứ, chỉ số môi trường, về kiềm pH khí độc hay là NH3, NO2 gì đó, thì hình như là đã diễn biến là xấu trước đó. Và những bầy tôm mà đôi khi nó bệnh về ruột, bệnh về gan, và bệnh đi gút thì không nói, nhưng mà giờ bệnh về ruột, bệnh về gan, hay là bệnh những cái căn bệnh mà do khuẩn, hạt nấm, hạt ký sinh trùng, thì hình như nó đa số nó xuất phát từ môi trường đi vô. À, giống như chúng ta cũng vậy thôi, khi mà cái thời tiết mà đang nắng bình thường mà tự nhiên đột nhiên là lạnh, gió bắt về là bắt đầu hình như là nóng lạnh, sổ mũi, nhức đầu, đúng không? Thì cái môi trường nó bắt đầu thay đổi, thì bắt đầu cái cục diện thay đổi. Hoặc là một đứa nít vậy thôi, đang ở trong nhà bình thường, bây giờ bắt nó ra nắng tầm cỡ 1-2 mũi thôi, bắt đầu là đi nắng thôi là bắt đầu tự nhiên nó nóng lạnh, nhức đầu, thì cái môi trường nó sẽ biến đổi, thì bắt đầu là con tôm nó bị bệnh. Thì nếu mà chúng ta biết và chúng ta chặn cử, là hình như là con tôm mà nếu mà nó bị bệnh rồi á, chúng ta nắm được cái phần trăm mà để cứu nó hình như là chúng ta đang cứu thua. Con tôm mà nó bệnh phân trắng rồi là chúng ta chỉ còn gỡ lại vốn thôi. Nếu mà cái cơ hội mà để mà lời nhiều như là cái bầy tôm khỏe mạnh hình như đang thấp xuống, đặc biệt trong cái giai đoạn mà tôm giá thấp vậy thôi. Thì hôm nay Duy nói đến một cái câu chuyện, đó là về cái khuẩn ngoài môi trường. Chúng ta nên, đó là nếu chúng ta nuôi tầm cỡ dưới 50 con một mét vuông á, thì cái vấn đề khuẩn á, nó không phải là câu chuyện mà chúng ta nên, không phải là câu chuyện chúng ta đo thường xuyên. Nhưng mà cái câu chuyện mà nếu chúng ta nuôi tầm cỡ 70-80 con, 100 con, 200 con mét vuông á, chúng ta nên, đó là kiểm khuẩn thường xuyên. Cái mật độ khuẩn ngoài môi trường, khuẩn vibrio mà nếu chúng ta kiểm mà nó có, mà chúng ta diệt về, thì chúng ta sẽ quản lý được cái áp lực dịch bệnh rất là lớn. Hôm nay Duy sẽ nói riêng về cái vấn đề là khuẩn nha. Còn nếu chúng ta để nó tầm cỡ 2-3 ngàn trên đĩa, mà chúng ta test lên nó tầm cỡ 2-3 ngàn trên đĩa, thì hình như là cái việc mà tôm nó áp lực dịch bệnh rất là lớn. Có thể là có rất là nhiều ao đôi khi khuẩn rất là cao, nhưng mà tôm mình không bệnh nha, đó là con tôm nó mạnh. Nhưng mà cái khuẩn đã cao trong môi trường rồi, mà cộng với những cái yếu tố môi trường, ví dụ như khí độc lên, hay là pH tuột, kiềm tuột, hay là những cái chỉ số độ mặn tuột, thì con tôm mình nó yếu về sức đề kháng môi trường, bắt đầu là khuẩn mà nó cao nữa, thì bắt đầu là con tôm mình bị tấn công ngay. Bây giờ chúng ta nghĩ đơn giản thôi, 100 con, 1 mét vuông bao lớn nè, 100 con, hay là và bắt buộc đó là chúng ta phải kiểm soát từ cái môi trường bên ngoài. Và trong những cái câu chuyện mà để quản lý khuẩn ngoài môi trường á, là chúng ta phải quản lý bằng một cách đó là chính xác và hiệu quả, hay còn gọi là thông minh. Bảo vệ khuẩn ngoài môi trường chúng ta khi mà chúng ta diệt á, là có rất là nhiều bầy tôm á, Duy thấy có một cái kinh nghiệm mà để diệt khuẩn á, đó chính là gì đây? Khi mà chúng ta diệt khuẩn là ảnh hưởng tới tôm luôn, là dùng những cái gốc oxy quá mạnh, những gốc khử mạnh, cờ lo thuốc tím oxy dài, nó đập vô một cái bắt đầu con tôm lột ra. Đôi khi con tôm lột mà môi trường xấu, con tôm nó lại bệnh nhanh hơn nữa. Đó là chúng ta sợ diệt khuẩn là như thế. Bên Duy có một cái dòng mà Duy hay chia sẻ về cái vấn đề là diệt khuẩn hữu cơ á, là chúng ta nên, đó là diệt khuẩn bằng diệt khuẩn hữu cơ, nó sẽ hiệu quả hơn. Còn mà bây giờ chúng ta diệt khuẩn mà bằng những cái gốc mà cơ bản là gọi là vô cơ, và những cái gốc mà oxy quá mạnh hay là khử mạnh á, thì con tôm mình nó bung vỏ ép lột. Thì bên Duy có một cái dòng Việt Công, là cái dòng này nè Duy đang chia sẻ cho bà con đó. Nó rất là an toàn cho tôm. Khi chúng ta diệt kể cả hồ tôm giống hoặc là những cái chạy giống, cá giống gì đó, thì cái dòng này là cũng đang chia sẻ rất là an toàn. Và mật độ khuẩn ngoài môi trường khi chúng ta dùng dòng này á, thì nó giảm rất tốt, nhưng mà không ảnh hưởng tới tôm nhiều, là nó không ép lột tôm là một, không có bị mất oxy. Thì cái dòng này á, chúng ta dùng trong ao bạc, ao đất cũng được cả, và dùng với một cái liều lượng diệt khuẩn nhưng mà an toàn cho tôm, khuẩn, nấm, ký sinh trùng, và đặc biệt việc đó là vi khuẩn lại môi trường chúng ta cũng kèm được. Thì đó là cái về hôm nay Duy nói là về cái câu chuyện mà chúng ta quản lý, chúng ta kiểm soát khuẩn ngoài môi trường, thì chúng ta sẽ quản lý được cái áp lực dịch bệnh của tôm, hay là chúng ta chặn cử trước, hay còn nói là phòng bệnh để giảm được cái áp lực dịch bệnh. Ok nha. Thì cái video ngày hôm nay thì Duy cũng nói ngắn gọn như thế để chúng ta có một kết quả tốt hơn, để chúng ta gắn bó và chúng ta kết nối và thành công cho ngành tôm Việt Nam. Xin cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng thủy sản Duy. Xin chúc các bạn một vụ mùa thành công, có nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại.